giới thiệu đội tuyển Argentina tại World Cup nữ 2023, giấc mơ vô địch xa vời vợi. World Cup 2022 đã chứng kiến Messi và đội tuyển nam Argentina bước lên bục vinh quang. Còn với đội tuyển nữ Argentina tại World Cup nữ 2023, giấc mơ vô địch xem ra còn xa vời vợi với thực lực hiện tại. Ngôi sao, Yamila Rodriguez. Không ai khác chân sút Yamila Rodriguez đang được coi là niềm hy vọng của đội tuyển nữ Argentina tại World Cup nữ 2023. Năm nay 25 tuổi. Yamila thuộc biên chế của đội nữ tại câu lạc bộ Palmeiras ở Brazil. Yamila là vua phá lưới tại Copa America nữ 2022 với 6 bàn ghi được sau 6 trận ra sân. Đặc biệt, Yamila đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tranh hạng 3 với Paraguay tại Copa America nữ 2022. Cụ thể hơn, nữ tiền đạo này đã ghi 2 bàn vào lưới Paraguay trong trận thắng với tỷ số 3-1 của đội tuyển nữ Argentina. Yamila cũng từng gây tranh cãi ít nhiều khi có một hình xăm thần tượng là ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, đại kình địch của ngôi sao Argentina. Lionel Messi trên chân. Điểm mạnh của Yamila là khả năng di chuyển rộng và khá nhạy bén trong việc chớp cơ hội ghi bàn khá tốt mỗi khi xâm nhập vòng cấm đối phương. Huấn luyện viên, Germán Portanova. Đội tuyển nữ Argentina hiện đang được dẫn dắt bởi ông thầy Germán Portanova. Sinh năm 1973, Portanova vốn xuất thân là một tiền vệ. Tuy nhiên, Portanova đã chìm nghỉm giữa rừng sao tại làng bóng đá xứ Tango. Chính bởi thế, Portanova đã lang bạc thi đấu ở những câu lạc bộ ở giải hạng dưới hết tại Argentina rồi tới Chile, Paraguay hay Tây Ban Nha. Trên thực tế, việc bổ nhiệm Portanova vào cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Argentina trong năm 2021 thay thế người tiền nhiệm Carlos Borrello đã gây tranh cãi. Bởi lẽ, Portanova không hề có kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo. Đã thế, sau khi giải nghệ, công việc chính của Portanova lại là quản đốc của một nhà máy đóng giày. Vượt lên trên hết áp lực đưa lại, ông thầy Germán Portanova cùng dàn tuyển thủ nữ Argentina giành vị trí thứ 3 tại Copa America nữ 2022. Thành tích ở các kỳ World Cup. World Cup nữ 2023 là lần thứ 4 đội tuyển nữ Argentina giành quyền góp mặt tại một kỳ World Cup dành cho phái đẹp. Trước đó, các cô gái đồng hương của Messi đã tham gia 3 kỳ World Cup nữ vào các năm 2003, 2007 và 2019. Số liệu thống kê cho thấy, đội tuyển nữ Argentina đã không thắng trận nào trong 3 lần tham dự các kỳ World Cup này với 7 trận thua và 2 trận hòa. Tại kỳ World Cup 2003 và 2007, họ toàn thua ở vòng bảng, chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn và để thủng lưới tới 33 bàn. Trận thua tệ hại nhất của đội tuyển nữ Argentina là trận thua tan nát với tỷ số 0-11 trước đội tuyển nữ Đức tại World Cup 2007. Ở lần gần nhất tham dự World Cup vào năm 2019 tổ chức tại Pháp, Argentina đã giành được điểm số đầu tiên ở đấu trường này nhờ 2 trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Scotland. Tuy nhiên, họ sớm phải xách vali về nước khi chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng đấu của mình. Sự chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Argentina giành quyền góp mặt tại World Cup nữ 2023 với tư cách đội đứng thứ 3 tại Copa America nữ 2022. Ở trận tranh hạng 3 gặp Paraguay, Argentina đã tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành tấm vé dự World Cup nữ 2023. Mặc dù bị dẫn trước song các cô gái Argentina sau đó đã ghi 3 bàn thắng với cú đúp của Yamila Rodriguez, phút 78, 90-1 và bàn thắng của Bon Sendung vào phút 90. Chung cuộc, Argentina đánh bại Paraguay với tỷ số 3-1 sau 90 phút thi đấu, nhằm chạy đà cho World Cup nữ 2023. Argentina sẽ có trận giao hữu gặp đối thủ Peru vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 giờ Việt Nam. Mục tiêu thực tế tại World Cup nữ 2023. Vô địch World Cup nữ 2023 hiển nhiên là mong ước của mỗi nữ tuyển thủ Argentina. Song mong ước xem ra vẫn chỉ là ước mong với đội tuyển nữ Argentina. Ở World Cup năm nay, Argentina nằm cùng bảng D với Italia, Thụy Điển và Nam Phi.
Ngoại trừ Nam Phi, đội xếp hạng thứ 54 trên bảng xếp hạng FIFA. Cả Italia lẫn Thụy Điển đều hứa hẹn là đối thủ khó nhằn với Argentina. Cần biết trong khi Argentina xếp hạng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Thụy Điển đứng vị trí thứ 3, còn Italia đứng ở vị trí thứ 16. Rõ ràng, mục tiêu thiết thực hơn cả là Argentina cần phải có thành tích thi đấu khả quan nhất có thể trước Thụy Điển và Italia để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng tại World Cup nữ 2023. Lịch thi đấu vòng bảng: 13 giờ 0 phút ngày 24 tháng 7, Italia, Argentina. 7 giờ 0 phút ngày 24 tháng 7, Argentina, Nam Phi. 14 giờ 0 phút ngày 2 tháng 8, Argentina, Thụy Điển. Danh sách 23 tuyển thủ Argentina: thủ môn Vanina Correa, Rosario Central, Lara Esponda, River Plate, Abigail Chavez, Huracan. Hậu vệ Adriana Sac, Santos. Eliana Stabile, Santos. Juliet Cruz, Boca Junior. Andana Cometi, Madrid CFF. Sofia Brown, Leon. Miriam Mayorga, Boca. Gabriela Chavez, Estudin. Tiền vệ Vanessa Santana, Sporting de Huelva. Romina Nunes, UAE Uquilla. Diana Fanfan, UAE Uquilla. Dalia Ippolito, Parma. Lorena Benitez, Palmeiras. Camila Gomez Arret, Universidad de Concepción. Estefina Banini, Atletico Madrid. Tiền đạo Paulina Gramali, Red Bull Bragantí. Yamila Rodriguez, Palmeiras. Florencia Bonsendun, Madrid CFF. Mariana La Roque, Orlando Pride. Chia Singalela, Đại học Alabama. Erika Longiro, Rosario Central.